Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Dũng. Sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi. Bạn có biết mùng 8, các bạn có biết mùng 8 tháng 3 là gì không? Là ngày phụ nữ đấy. Mình vẽ bức tranh này để tặng mẹ. Đây là ngôi nhà mình xây tặng mẹ mình trong tương lai. Và ngôi nhà của mình gồm có 4 phòng. Một là phòng khách, hai là phòng ăn. Phòng ăn để mẹ mình nhớ những món ngon cho mình. Phòng ngủ thì thoáng mát. Còn phòng tắm thì mình trang trí đầy đủ. Trang trí đầy đủ tiện nghi rồi. Và mình còn làm một ban công nữa. Ban công này bố mẹ mình có thể uống trà ở đấy rồi. Và bố mẹ mình rất thích bóng mát. Mình sẽ xây ngôi nhà này ở bên cạnh một cây cổ thụ thật to. Và mình còn để một tổ chim ở trên cành cây nữa. Các bạn thấy ngôi nhà của mình có đẹp không? Các bạn hãy